Và trong chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi hôm nay thì chúng tôi đã nhận được hai câu hỏi liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất công ích. Vị khán giả này cho biết là có mua lô đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ một người quen. Tuy nhiên khi lên địa chính phường hỏi thì được biết là khu đất này là đất công ích của xã. Và câu hỏi đầu tiên mà vị khán giả muốn hỏi là có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi khu đất này là đất công ích hay không? Và chúng tôi đã gửi câu hỏi đến công ty Chính Nghĩa Luật và được luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật giải đáp như sau. Theo quy định tại khoản 2, điều 19 của Nghị định 43 năm 2014, Nghị định Chính phủ ngày 15 tháng 5, 2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, thì người đang quản lý sử dụng cái đất nông nghiệp mà thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn, thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Vì cái đất này không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho nên không đủ điều kiện để mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 188 của luật đất đai năm 2013. Vậy vị khán giả này có thể yêu cầu lấy lại tiền đã mua từ người kia hay không thưa luật sư? Vì cái việc mà mua bán quyền sử dụng đất giữa bạn và cái người kia là vô hiệu. Mặt khác, theo quy định tại điều 137 của Bộ luật dân sự năm hiện hành thì có quy định về cái hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu thì sẽ là không làm phát sinh thay đổi quyền nghĩa vụ dân sự của các bên kể mà từ thời điểm xác lập cái giao dịch. Vì cái giao dịch giữa các bên là vô hiệu cho nên là cần phải khôi phục lại cái tình trạng ban đầu, tức là hai bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã giao và đã nhận. Do vậy là trường hợp của bạn có thể yêu cầu cái người kia trả lại cái tiền đã nhận.